vừa lên sóng tối qua ngày 2 tháng 11, tập 2 của Siêu Trí Tuệ Việt Nam nối tiếp biến thành chủ đề nóng nực được chia sẻ, bàn tán rôm rã trên mạng xã hội. Ở tập 2 này, Siêu Trí Tuệ Việt Nam đã đặt ra 3 thử thách vô cùng khó nhằn đối với 3 nhân chính. Nổi bật trong 3 phần thử thách phải kể tới màn xếp 100 Rubik của chàng trai Nguyễn Ngọc Thịnh 26 tuổi, đến từ Hà Nội. Thử thách mà chương trình đưa ra với Ngọc Thịnh là xếp thắng lợi 100 các loại Rubik khác nhau. Sau khi xáo trộn số Rubik này, cứ mỗi 10 giây, băng chuyền sẽ đẩy ra một khối trong khu vực chỉ định, Ngọc Thịnh phải tính toán và khôi phục các khối Rubik này về nguyên trạng, nếu tổng số điểm của các khối Rubik đạt trên 80 thì thử thách thắng lợi. Anh chàng Nguyễn Ngọc Thịnh. Dù là người cầm giữ các thành công khủng trong các cuộc thi Rubik quốc tế, tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng Ngọc Thịnh phải thừa nhận rằng, em chưa từng phải xếp một khối lượng Rubik nhiều như thế này bao giờ và cũng chưa phải xếp nhiều loại như thế này. Nghe thì thấy thử thách chương trình đưa ra không hề dễ chơi chút nào. Chứng kiến trực tiếp màn thể hiện của Ngọc Thịnh trên sân khấu, bàn tay nhanh thoăn thoắt và cực mềm dẻo chinh phục lần lượt các khối Rubik trong 10 giây, ban giám khảo tỏ ra căng thẳng cực độ. Nhà báo Lại Văn Sâm đã phải dùng hai từ khá mạnh để miêu tả cảm xúc thời điểm đó, kinh khủng, khiếp đảm, còn Tóc Thiền thì gần như nín thở. Ngọc Thịnh với màn thử thách vô cùng xuất sắc. Nhà báo Lại Văn Sâm không kết thúc bày tỏ sự kinh ngạc với màn thể hiện của Ngọc Thịnh. Và sau cuối khi đạt được 90/100 khối Rubik, Ngọc Thịnh đã hoàn thành thử thách thắng lợi, còn các vị giám khảo thì cảm xúc dở ăn, vô cùng phấn khích. Ngoài màn thể hiện của Ngọc Thịnh thì Tường Dân, cô gái đến từ Thanh Hóa, cũng để lại tuyệt hảo sâu sắc với trí nhớ ngắn hạn siêu phàm của mình. Trong phần giới thiệu, Tường Dân chia sẻ cô có thể nhớ tên và nhận diện 100 gương mặt trong tích tắc, ghi nhớ 300 con số trong vòng 5 phút và có thể nhớ một cổ bài 52 lá chỉ trong 40 giây. Đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Tường Dân phải trải qua thử thách bưu kiện thần tốc ghi nhớ 2.200 con số. Số máy tính bảng cùng tên viết tắt của 100 khán giả trong trường quay sẽ được ghi lại vào giấy phát có 12 mã vạch và được chia ra làm 3 bảng. Bảng 1 do khán giả dùng để đối chiếu kết quả, bảng 2 được dán vào kiện hàng và bảng 3 dành cho Tường Dân thực hiện việc ghi nhớ. Tường Dân sẽ có 2 giờ đồng biển để ghi nhớ toàn thể những độc ác liệu này, mã vạch, tên viết tắt của khán giả và số máy tính bảng. Cô gái Tường Dân đến từ Thanh Hóa. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên một kiện hàng để ra đề bài cho Tường Dân. Nếu cô có thể nhớ ra 3 số máy tính bảng tương ứng mã vạch và dùng máy tính bảng gọi điện thắng lợi 2/3 lần thì thử thách thông qua. Và cô gái đến từ Thanh Hóa đã khiến cả khán phòng phải trầm trồ với trí nhớ của mình. Tường Dân đã vượt qua thử thách ghi nhớ 2.200 con số. Cũng ở tập 2 này, thử thách ghi nhớ 100 mẫu dấu vân tay của 100 khán giả bất kỳ của nữ sinh 16 tuổi, Nguyễn Lê Phương Nghi lại khiến người xem có chút tiếc nuối. Phương Nghi đã chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của mình, nhưng cô gái đã không vượt qua được thử thách. Thất bại ở Siêu Trí Tuệ Việt, nhưng với bản thân Phương Nghi thì việc đăng ký tham gia chương trình là một thắng lợi, phá bỏ giới hạn của bản thân, biết bản thân thích và muốn làm gì. Dù thất bị tai Siêu Trí Tuệ Việt Nam, nhưng việc đăng ký tham gia chương trình đã là một thắng lợi đối với nữ sinh 16 tuổi này.